Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật, tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Người Do Thái liền nói: Bây giờ chúng tôi biết chắc chắn là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy. Thế mà ông lại nói: Ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha ông chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai? Đức Giêsu đáp: Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là cha tôi, đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết người, còn tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người, thì cô tôi cũng chỉ là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết người và giữ lời người. Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. Người Do Thái lại nói: Ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham. Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu. Họ liền lượm đá để ném người, nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi đền thờ. Kinh nghiệm cho thấy, có sinh thì có tử, có sống thì ắt có chết. Bởi thế, cái chết là một quy luật tất yếu không ai có thể tránh được. Thế mà trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu khẳng định, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Ta phải hiểu lời dạy này thế nào? Những trang đầu trong tin mừng thứ tư đã mặc khải cho thấy Logos, ngôi lời, hiển hữu thật từ đời đời, và từ đời đời ngôi lời chính là Thiên Chúa. Logos là sự sống và đã cắm lều ở giữa thế gian. Logos chính là Chúa Giêsu. Như vậy, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết, nghĩa là ai có lời, có Chúa Giêsu thì không phải chết mà được sống, vì người chính là sự sống. Như vậy, trình thuật tin mừng không đề cập tới sống và chết theo nghĩa thể lý, nghĩa là còn thở hay tắt thở, mà ám chỉ đến nghĩa thiêng liêng. Người sống là người có lời, có Chúa trong mình. Ngược lại, người chết là người không có lời, không có Chúa trong mình. Tóm lại, sống và chết được quyết định bởi yếu tố có hoặc không có Chúa trong mỗi con người. Thực tế cho thấy, nhiều Kitô hữu sống mà giống như chết. Họ chỉ là Kitô hữu trên giấy tờ, còn đời sống thì hoàn toàn vắng bóng Thiên Chúa. Họ đóng cửa tâm hồn, đẩy Thiên Chúa ra ngoài, thay vì tìm tới nguồn sự sống vĩnh cửu là chính Thiên Chúa, họ lại đắm mình trong các loài thọ tạo phải chết. Lạy Chúa Giêsu, chính Ngài là sự sống vĩnh cửu cho thế gian. Có được Ngài là có được sự sống muôn đời. Mất Ngài thì chúng con sẽ bị tiêu vong. Xin hướng dẫn để chúng con biết tận dụng mọi phương thế và cơ hội để chiếm được Ngài làm gia nghiệp. Amen.